Sắp cuối năm rồi, nhân viên của tôi sao lại chạy hết vậy? Mau tuyển một đợt nhân viên mới. Nhân viên vệ sinh chọn Obasan là được. Lễ tân vẫn nên chọn nữ. Nè, làm việc đàng hoàng không được lời biếng. Đâu ra ông chú này? Y tá đương nhiên chọn nữ. Bác sĩ tuyển người trẻ từ từ bồi dưỡng. Đừng thấy các bạn bây giờ một mình làm việc có 5 người, năm sau tất cả đều sẽ tăng chức tăng lương. Hả? Sao bệnh viện lại loạn lên thế này? Đi, đi. Mình không dám bóc lột nhân viên nữa. Mau cứu tôi đi.